Vâng, tiếp theo đây là con set 605 cập bến ngày trong tháng 6 này. Thì các bác nào lấy thì liên hệ cho em nha. Con này rất là keng và rất là đẹp luôn. Với công suất cực kỳ khỏe 550W, đặc trưng với những dòng con set thì cho chúng ta một âm thanh uy lực. Hầu như loa nào nó chơi cũng được. Những dòng bass 40 trở lại thì các bác đang sở hữu những cặp loa bass 40 thì các bác có thể tìm một con Lee trong phân khúc ở dưới 20 triệu thì đây là một ứng cử viên cực kỳ là sáng giá nha các bác. Đây, em mời các bác xem đồ đẹp của nó nha. Tí nữa em sẽ đi vào phần nội thất bên trong để các bác ở mọi miền Tổ quốc cùng xem sản phẩm này. Em này rất là hay, đặc trưng của dòng concept thì nó có thể chỉnh được bass mic và mic chép nha các bác, có nghĩa là chỉnh giải bass là giải bass nặng hoặc là bass mềm và chép là chép mịn hay là chép cho chép keng chép bén, rất là hay. Đặc trưng chỉ có riêng một concept mà chúng ta mới tìm được những cái chức năng như thế. Và có calonet và đánh 3 cầu loa AB hoặc đánh một lần 2 cầu. Điện là 120V, tại vì những sản phẩm này là hàng Mỹ nha các bác, điện 120V. Các bác có thể sử dụng điện 110 đến 120V là ok. Máy rất là đẹp. Thì sau đây em mời các bác xem vỏ gỗ nha. Đẹp keng không một tì vết luôn nha các bác. Đây các bác thể thấy nha. Rất là mới luôn. Giá em nó là 17 triệu. Đã bao gồm phí ship, các bác nào chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt 200 ngàn, còn 16 triệu 800 ngàn cũng bao gồm phí ship. Còn các bác cọc tiền thì cọc cho em khoảng ít nhất là 2 triệu nha các bác. Còn số tiền còn lại thì em sẽ gửi hàng đến nơi các bác nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại. Các bác nào có kết bạn Zalo thì kết bạn Zalo qua số 77 nha các bác, số 14 thì Zalo của em nó đầy rồi. Đây là vỏ gỗ của nó nha. Chúng ta nhìn qua khe tăng nhiệt chúng ta sẽ thấy được cái tăng phô còn cả chữ này. Đặc trưng dòng con set nó sử dụng linh kiện rất là lớn nên là âm thanh rất uy lực nha các bác. 550W điện 120V, đây là 3 cầu loa của sản phẩm. Rồi em mở ốp gỗ để các bác cùng xem cái cấu hình bên trong đó nha và cùng tham khảo nội thất với em Chiến. Thì sau đây vâng, và em mời các bác xem nội thất của con set 605 công suất 650W. Đây, sexy trắng nha các bác, đặc trưng của những dòng này. Các bác thấy những con tụ và trở những con âm ly con set nó rất là lớn nha, chỉ số rất là lớn. Đây, series sườn là 0383 nha các bác. 0383. Máy rất là đẹp. Đây là những đối tác cực kỳ tuyệt vời của những dòng loa cứng đầu và đánh GB hoặc là chơi AR rất là hay nha. Đặc trưng của con set thì các bác rồi biết nó rất là nổi tiếng. Rồi bác nào yêu thích con set này thì liên hệ cho em nha. Điện 120V. Đây là phần công suất của sản phẩm, em nó chạy sò sắt nha các bác. Sò sắt. Tất cả nguyên bản hết và tăng phô còn cả tem luôn nha. Máy rất đẹp nha các bác. Rồi em Chiến xin chào và hẹn gặp lại các bác. Bác nào yêu thích con set 605 này thì liên hệ cho em Chiến qua hai số điện thoại trên. Giá 17 triệu đã bao gồm phí ship, bác nào chuyển khoản đủ thì em bớt 200 ngàn, còn 16 triệu 800 ngàn. Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem video của em. Hẹn các bác ở video tiếp theo.